hai nó sẽ có quả màu đen như này, nó sẽ có đèn báo pin. Đấy, riêng cái 10 cell của Hukan ấy, pin 10 cell của Hukan, cái pin màu đen này nó sẽ có đèn báo pin. Còn các bác nào mà lấy cái quả pin màu vàng ấy, pin màu vàng điều chỉnh 2-3 cấp chuột vào con này, nó sẽ là đầu Autolock 13 ly này. Giá cho em nào. Còn bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em nhé. Điện máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái đoạn video ngắn. Hôm nay thì bên em sẽ review tới các bác một số các mẫu thân máy mà bên em đang cung cấp trên thị trường hiện nay. Và những cái mẫu thân máy mà em gửi tới các bác, em đều là lựa chọn những cái mẫu thân mà các bác có thể là sử dụng chân pin phổ thông, cực kỳ là tiện lợi cho các bác nhà mình nhá. Thì với những cái mã sản phẩm này em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác từng mã luôn. Và các bác có nhu cầu đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại em để sẵn trên màn hình. Số thứ nhất là 0378487818 và số thứ hai thì sẽ là 0989458200 các bác nhá. Và các bác lưu ý cho em, khi mà các bác đặt mua thân máy thì nó sẽ không có theo pin sạc. Đấy, bác nào mà đã có pin có sạc rồi thì các bác thể mua những cái mẫu thân máy này về các bác dùng. Còn bác nào mà chưa có pin, chưa có sạc thì các bác nhớ là phải thông báo với bên em mua một quả pin hoặc hai quả pin, một cái sạc về thì các bác mới có thể là sử dụng được nhá. Trước tiên thì là em sẽ chi tiết tới các bác mẫu thân máy bu lông. Bu lông thì bên em có rất là nhiều mẫu thân máy và mỗi một mẫu thì em sẽ còn lẻ một vài chiếc nên là em sẽ thanh lý giá rẻ cho các bác nhà mình. Các bác có thể lựa chọn cho em cái phía trên kia, em sẽ có ba cái mẫu thân bu lông của Hitachi này. Đây, các bác tham khảo cho em ba cái mẫu phía trên cùng này nhá. Đây là thân máy của Hitachi, thân máy của Daiwatt, thân máy của Ken. Đấy, ba cái mẫu thân máy này thì em sẽ thanh lý cho các bác giá là 400.000 một thân máy. Đấy, đây là thân của Hitachi, là thân màu xám này. Các bác cứ sử dụng lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông như này nhá. Đây. Đấy, đây là thân của Hitachi này. Các bác gọi cho em là thân bu lông Hitachi hoặc là thân Daiwatt này. Đấy, nó chỉ khác màu thôi. Thân Daiwatt là màu vàng, Hitachi là màu xám, còn cái thân Ken này thì sẽ là thân màu đỏ nhá. Ba cái mẫu thân này em sẽ thanh lý đồng giá nhau cho các bác luôn. Đấy, thì các bác lựa chọn cho em màu xám là Hitachi, màu vàng là Daiwatt, còn màu đỏ là của Ken. Đồng giá nhau cho các bác là 400.000 đồng trên một thân máy nhá. Đấy là những cái thân máy này, cái lực xiết của nó tầm 320-330 newton. Các bác sẽ sử dụng bắn được những cái bu lông tầm 17 đổ lại cho em nhá. Đấy, hoặc là các bác để tham khảo cho em thêm cái thân máy của Makute. Đây, cái thân của Makute thì nó sẽ là bu lông đầu đặc cho em, bu lông 1/2. Đấy, thì cái thân này nó sẽ là 620.000 nhé các bác nhé. Đấy, thân máy này thì sẽ là thân máy của Makute, giá cho các bác là 620.000. Thì là thân máy của nó sẽ là đầu bu lông đầu đặc như này cho em. Còn ba cái mẫu thân trên này thì nó sẽ là bu lông đầu rộng nhá. Và tất cả đều là máy không chổi than hết. Đấy, bu lông đầu rỗng thì nó sẽ có lỗ lục ra ở giữa để cho các bác cắm vít như này cho em. Đó là những cái mẫu thân bu lông nhỏ. Còn bác nào mà cần những cái mẫu thân bu lông cỡ lớn, đấy, những cái bu lông mà lực xiết cực mạnh để cho các bác có thể bắn được những cái con máy bu lông tầm 20 hoặc 30 thì các bác lựa chọn cho em xuống cái hàng bên dưới này. Đây, cái màu vàng này của Daiwatt này, màu xanh lá này của Hitachi và màu xanh lam này sẽ là của Makita nhé. Đấy, ba cái mẫu này thì nó cũng sẽ đồng giá nhau luôn. Hình thức nó sẽ giống nhau, tức là nó chỉ khác tên, khác màu thôi. Các bác lựa chọn cho em cái màu vàng này của Daiwatt. Đấy, đây, vẫn là chân pin phổ thông hết nhá. Đấy, rất là mạnh luôn. Cái màu xanh lá này là của Hitachi này. Còn cái màu xanh lam ở bên kia, cái màu xanh lam thì là sẽ là của Makita nhé các bác nhá. Đây, cái màu xanh lam này. Đấy, ba cái mẫu thân máy này thì em sẽ thanh lý đồng giá cho các bác với mức giá là 950.000 đồng trên một thân máy. Thân máy nó sẽ là chạy động cơ từ không than và đầu bu lông 1/2, bu lông đầu đặc cho em. Cái này thì trên cái lực xiết ở trên thân máy thì nó sẽ đề là 12.000 newton. Đấy, một cái lực xiết cực khủng luôn. Thế nhưng mà đây là trên cái tem mác này nó đề như vậy, nhưng mà em nghĩ thì nó chỉ tầm độ 600 newton thôi. Các bác xác định là tầm 600-800 newton thôi các bác nhá. Đấy, thì cái thân máy như thế này, với một cái thân máy như này thì nó rất là nặng. Đấy, rất chi là nặng, máy to khỏe cho em nhá, búa đập khỏe. Thì với những cái thân máy này các bác sẽ bắn được những cái bu lông tầm 20-30. Đấy là ok. Thì các bác gọi cho em là thân máy bu lông của Daiwatt hoặc là Hitachi hoặc là Makita, loại búa to. Đấy, thì là giá cho em sẽ là 950 một thân máy, nó sẽ là bu lông đầu đặc cho em nhá.
Hoặc các bác tham khảo thêm cho em cái thân máy của Hukan X9 Pro. Đây, cái thân máy này là thân của Hukan X9 Pro này các bác này. Với cái thân máy này thì nó là hàng Hukan chính hãng nhá. Các bác vẫn sử dụng chân pin phổ thông này. Đây, rất là mạnh luôn. Con này thì nó sẽ lực siết của nó là 650 N. Đó, con này lực siết khủng nhá, 650 N. Thân máy X9 Pro cho em, giá cho em sẽ là 1.200.000 một cái thân máy này. Đấy, riêng cái thân máy X9 của Hukan này các bác được tặng kèm theo một cái túi đựng máy. Đấy, còn những cái mẫu thân kia thì là các bác không có túi nhá. Đấy là về thân bu lông. Hoặc là các bác hãy tham khảo cho em cái thân chuyên vít này. Em có cái thân chuyên vít của mà đây là thân King Pro. Đấy, các bác gọi cho em là thân chuyên vít King Pro. Giá thanh lý cho các bác là 500.000 nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là đầu chuyên vít, giữ vít cực kỳ là chắc chắn luôn cho em. Còn cái thân máy này này, cái thân máy này nó sẽ là cái thân máy rút đinh tán. Đấy, thân máy rút đinh tán của Hukan. Giá cho em sẽ là 1.200.000 nhá. Và cái thân máy này nó sẽ được tặng kèm theo một cái túi đựng máy nữa. Đấy, cái nào nó được tặng thêm thì là em sẽ báo với các bác luôn. Để em cho các bác nghe cái tiếng kêu của cái thân máy trên vít này nhá. Đấy, cái quả pin này đang hết ta. Đấy, thân máy trên vít thì giá cho em sẽ là 500.000. Đấy, đây, cái thân rút đinh tán này. Thân rút đinh tán của Hukan là 1.200.000. Đó. Và tiếp theo thì bên này sẽ là cái thân máy khoan đầu kẹp nhá. Đây, thân này là thân của đất tông này. Thân này là thân của đất tông 10 ly. Con này có 3 chức năng. Có búa, điều chỉnh 21 cấp trượt, máy chạy không than. Và con này nó sẽ là đầu autolock 10 ly, máy 3 chức năng cho em nhé. Chân pin phổ thông này. Đấy. Cái thân này thì giá của nó sẽ là 920 ngàn nhé các bác nhé. Đấy, 920 ngàn. Có điều chỉnh được 3 nút chế độ đây. Tiếp theo thì là cái thân máy 13 ly của đất tông này. Đây, thân 13 ly của đất tông giá sẽ là 1.350.000. Cái thân này thì cực ngon luôn cho các bác. Máy không than này, 3 chức năng nhá. Điều chỉnh 23 cấp chuột và con này nó sẽ là đầu autolock 13 ly này. Giá cho em là 1.350.000 một thân máy. Để cái thân này các bác gọi cho em là thân của đất tông. Thân máy của đất tông đầu kẹp 13 ly cho em nhá. Đó, đây, con này là con đầu 13 ly của đất tông này. Đấy, các bác nhìn rõ cái thông số kỹ thuật giúp cho em nhá. Vì là nhiều khi cái thông số kỹ thuật nó nhiều, con này là 13 ly. Còn đây là thông số kỹ thuật của con 10 ly này. Đấy, các bác quan tâm mã nào thì nhìn rõ cái thông số kỹ thuật giúp cho em. Không hề nhiều khi live buy nó có nhiều mặt hàng các bác hỏi em không có nhớ hết nhá. Đấy, cái thân này thân 10 ly. Hoặc bác nào mà quan tâm những cái thân máy mài nhá. Thân máy mài thì em còn mấy cái thân của Magute. Đấy, thân mài Magute em thanh lý các bác giá là 850 một thân máy như này. Con này công tắc ở trên linh này. Thân này nó sẽ sử dụng là động cơ không than, thân máy một tấc cho em. Giá cho em là 850 ngàn là các bác sẽ có kèm theo tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi đầy đủ luôn. Tiếp theo thì em sẽ chi tiết cho các bác cái thân này là thân kéo cắt cành. Đấy, thân kéo cắt cành của Hukan thì cái bộ này nhá. Cái bộ này nó sẽ có là một thân máy này và một hộp đựng như này, phụ kiện như này đi theo. Thì pin sạc là không có nhá. Giá cho em một cái thân máy này nó sẽ là 1.700.000. Đấy, cái thân máy này thì nó rất chi là to khỏe. Các bác sử dụng chân pin phổ thông như này này. Đấy, nó sẽ có một cái nút nút đây, nút nguồn này các bác bấm như này cho nó kêu tít như này là bắt đầu là nó có điện vào. Đấy, đây. Cái này đang hết pin sao này. Cái này nó đang hết pin rồi. Đấy, cái này nó đang hết pin. Và cái này hôm trước nó đang bị chập chờn cái công tắc này em vẫn chưa xử lý được. Đấy. Hôm nào rảnh em sẽ test thử cho các bác cái thân máy này. Cái này thì các bác gọi cho em là thân kéo cắt cành của Hukan nhé. Đấy, các bác cứ giữ cái nút nguồn này bật lên là máy nó sẽ hoạt động thôi. Nó sẽ có điều chỉnh được hai chế độ đây này. Cái thân kéo này thì nó rất chi là to khỏe. Cái lưỡi kéo các bác nhìn nó rất chi là dày khỏe luôn nhé. Đấy, phục vụ cho các bác nào mà cây vườn ấy nhiều thì các bác có thể lấy cái thân máy này. Cái thân máy này thì nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông luôn cho em. Giá cho em là 1.700.000 một thân máy nhé. 1.700.000 một thân máy. Đó, tiếp theo thì bác nào mà quan tâm những cái thân máy thổi bụi nhá. Em sẽ có thân thổi bụi của Hukan này các bác này. Đây, pin này là không đi theo nhá. Một cái thân máy thổi bụi của Hukan như này giá cho các bác sẽ là 550 ngàn. Thì nó sẽ có theo là ống thổi và túi đựng bụi luôn như này này. Nó giống như cái thân của màu xanh này này. Đấy, như cái thân màu xanh này thì là 400 thôi. Đấy, cái
thân màu xanh này là 400. Cái này các bác gọi cho em là thân thổi bụi xanh là 400, kèm theo cả túi đựng bụi và ống thổi này nhá. Còn cái thân màu vàng này là của Hukan thì là 550. Đấy, là nó không có theo pin sạc. Các bác mua thân máy là không có theo pin sạc đâu. Nếu như mà bác nào mà chưa có pin thì các bác phải tham khảo cho em này. Pin thì thường sẽ là những cái quả pin chân pin phổ thông, chẳng hạn như cái quả pin này. Đây, quả pin chân pin phổ thông như này. Em sẽ có của Daiwat này, hoặc là Maita, hoặc là Hitachi. Những cái quả pin mà nó lắp ở trong những cái máy bu lông, hoặc là máy chuyên vít, hoặc máy đầu kẹp ấy, thì nó lẻ ra thì là em sẽ thanh lý cho các bác là 250 một quả nhá. Đấy là 250 một quả. Còn những cái pin mà pin của Hukan như này này. Đấy, những cái quả pin mà của Hukan hàng chính hãng như thế này nhá, thì em sẽ thanh lý các bác giá là 380.000 một quả. Thì các bác gọi cho em là đây là quả pin 10 xe của Hukan. Đấy, nó sẽ có quả màu đen như này, nó sẽ có đèn báo pin. Đấy, riêng cái 10 xe của Hukan ấy, pin 10 xe của Hukan, cái pin màu đen này nó sẽ có đèn báo pin. Còn các bác nào mà lấy cái quả pin màu vàng ấy, pin màu vàng thì là nó sẽ không có đèn báo pin. Đấy, còn tùy theo, nếu như mà bác nào muốn có đèn báo pin thì các bác báo bên em lấy cái quả màu đen nhá. Còn quả màu vàng thì là không có đèn báo pin, bởi vì là khi mà các bác đặt mua ấy, gửi hàng là bên em sẽ lựa, em sẽ nhặt bất kỳ đấy. Cho nên là bác nào muốn có đèn báo pin thì báo em là lấy cái quả màu đen như này. Đó. Tuy nhiên thì là mỗi bác lại có một sở thích khác nhau, nhiều bác lại muốn sử dụng màu vàng. Đấy, thì đây là với cái quả pin 10 xe của Hukan nhá. Giá cho em là 380. Còn bác nào mà quan tâm đến pin 15 xe ấy, pin 15 xe thì các bác để lấy cho em quả pin của Maita như này. Đây. Như những cái quả pin của Maita pin 15 xe như này, em thanh lý các bác giá có 400.000 thôi. Rất là rẻ luôn. Đấy, 15 xe luôn, giá cho các bác 400.000 là các bác còn được miễn phí ship luôn. Đấy, thì đây là pin của Maita. Còn với những cái quả pin của Hukan ấy, pin của Hukan mà pin 15 xe như này này các bác này. Pin 15 xe của Hukan là em cũng thanh lý các bác luôn giá là 500.000 nhá. Đấy, nó đều là sử dụng chân pin phổ thông hết, rất chỉ là tiện luôn. Với những cái quả pin em gửi các bác này này, nó đều có thể là sử dụng khoan những cái, tức là nó sử dụng sạc bàn hoặc sạc dây đều được, vì nó có lỗ cắm dây này. Đấy, đây là như quả pin 15 xe của Hukan là giá 500. Còn các bác nào mà chưa có sạc nhá, chưa có sạc thì các bác phải lấy những cái sạc mà sử dụng lắp cho sạc những cái pin 10 xe hay là pin 15 xe, mà những cái sạc sử dụng cho pin phổ thông ấy, thì các bác lấy cái sạc màu đen như này sẽ là 150 là em miễn ship nhá, 150. Còn cái sạc màu vàng như này là sạc của Hukan thì sẽ là 200.000. Đó. Còn với những cái quả pin dòng xả cực cao mà của đất tông như này này, đây là quả pin của đất tông nhá, có đèn báo pin luôn này. Đấy, pin đất tông đỏ như này giá cho em sẽ là 700 một quả. Đấy, 700 một quả nhá. Cái pin của đất tông này thì nó là pin dòng xả cực cao. Đó, là 700 một quả. Còn các bác mà quan tâm với những cái quả pin 13 cell ấy, cái pin này là pin 12V pin 3 cell này, là em thanh lý cho các bác là 90.000 một quả nhá. 90.000 một quả là pin, các bác gọi cho em là pin tròn, pin 12V, 90.000 một quả. Còn những cái quả pin này là quả pin 5 cell này. Đây, với những cái quả pin 5 cell như này, chân pin như này này. Đấy, thì là em sẽ thanh lý các bác giá là 200.000 một quả nhá. Còn đây là cái đế chuyển sạc điện thoại của Hukan. Đấy, như là các bác có những cái quả pin chân pin phổ thông như này, các bác mua cái đế chuyển sạc này về các bác lắp vào đây. Đấy, thì bật đây nó sẽ có một cái đèn pin nhá. Và ra đây nó sẽ có hai cái cổng sạc điện thoại này. Đấy, rất là tiện luôn. Cái này các bác gọi cho em là đế chuyển sạc điện thoại của Hukan, giá cho em là 180.000, nhưng mà nó sẽ không có theo pin nhá, nó chỉ có cái đế như này thôi. Nó gọi là cái đế chuyển sạc của Hukan, đế chuyển sạc điện thoại. Đấy, các bác lắp vào quả pin để sạc điện thoại, rất là tiện luôn cho em, giá là 180.000. Tiếp theo thì bên này là em sẽ tư vấn cho các bác thêm cái thân máy cưa xích. Đây là cái thân máy cưa xích của đất tông nha các bác nhá. Đất tông thì nó là một cái thương hiệu xài cực kỳ là ok cho các bác luôn. Đấy, thì bộ này nó sẽ có này, một nam này, một xích này. Đó, những cái ốp chắn tay cầm như này nhá, đầy đủ luôn. Thì với cái thân cưa xích như này, giá cho các bác sẽ là 1.550.000. Đây, em sẽ quay cái thông số cho các bác này. Đó. Với cái thân máy cưa xích này thì nó rất chi là đẹp và chắc chắn luôn, và sẽ kèm theo cho các bác là một cái hộp đựng máy như này luôn nhá. Giá cho em sẽ là 1.550.000. Đó, thế này em vừa giới thiệu tới các bác là một số các mẫu thân máy. Đấy, thân máy và pin sạc này. Đấy, bác nào mà cần cái mã nào thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhá. Em sẽ đi tiếp sang cái phía bên này, thì em sẽ hôm nay là em sẽ tư vấn tới các bác một số các mẫu máy khoan pin. Đó, bên này thì nó có rất là nhiều các mẫu máy khoan pin luôn này các bác này.
Em sẽ chi tiết cho các bác từ máy to đến máy nhỏ nhá. À em xin lỗi này, máy nhỏ trước đi. Đó, em sẽ chi tiết cho các bác. Máy nhỏ thì các bác có thể là tham khảo cho em máy 12V này, máy 21V. 12V thì là em sẽ có là máy pin 3 cell. Đấy, 3 cell thì các bác có thể tham khảo cho em này. Trước tiên là cái bộ này đi. Cái bộ này thì nó sẽ là máy 12V của Hitachi. Đấy, đây là cái máy 12V. Cái này các bác gọi cho em là máy 12V màu đen nhá. Đấy, có thể em sẽ dán tem hoặc là không dán tem. Nó là cái máy 12V của Hitachi đấy ạ. Cái bộ này nó sẽ có một thân máy và hai quả pin. Đấy, em đang để đây nó thiếu một quả pin. Nhưng mà khi các bác đặt mua là em sẽ nhặt đủ các bác là sẽ có hai quả pin nhá. Hai quả pin tròn như này cho em. Giá cho em là 350.000. Đấy, con này hai chức năng nhá. Đầu 10 ly này, điều chỉnh 25 cấp chuột cho em. Giá cho em là 350.000. Nó sẽ có một thân máy, hai quả pin và một sạc như này, một hộp đựng như này nhá. Đấy, tiếp theo thì sang bên này nó sẽ là 12V của Huka này các bác này. Đây, con 12V của Huka thì nó sẽ có hai quả pin và một cái sạc như này nhá. Pin của nó vẫn là pin 3 cell, pin tròn như này và có hộp đựng máy như này nhá. Con này giá cho các bác là 580.000. Đấy, các bác gọi cho em là máy 12V của Huka. Giá cho em là 580.000 nhá. Vẫn là máy 2 chức năng này, không có búa nhá. Con này thì điều chỉnh 25 cấp trượt. Máy chạy có than. Đấy, đầu 10 ly tự siết. Máy 2 chức năng cho em, giá cho em là 580.000. Tiếp theo thì sau bên này nó sẽ là máy khoan 12V của Makita nha các bác nha. Đấy, khoan pin 12V của Makita thì là em sẽ thanh lý cho các bác với mức giá là 450.000. Nó sẽ có nguyên hộp này, cái hộp màu xanh này này. Có một thân máy, hai pin, một sạc như này và một phụ kiện hơn 20 món như này đi theo cho em nhé. Con này giá cho các bác là 450.000. Đấy, là máy 12V như này luôn cho em này. Còn tiếp theo bên này, đây sẽ là một cái con máy khoan pin 4 cell, vẫn là pin tròn nhé. Con này thì nó vẫn là máy 2 chức năng, nhưng mà con này nó có một cái điểm khác là nó sẽ sử dụng động cơ từ không chổi than. Đấy, còn ba cái mẫu em vừa giới thiệu các bác thì nó là chạy động cơ có than, kể cả con Makita này nó cũng chạy bằng chổi than. Nhưng mà riêng con Huka này này, các bác gọi cho em là con Huka pin tròn 4 cell. Thì con này nó sẽ chạy động cơ từ không than và nó sẽ là sử dụng đầu auto lock 10 ly. Đấy, đèn LED rất là sáng luôn cho em. Con này pin 4 cell nhá. Đấy, pin 4 cell như này sẽ có hai pin và một sạc. Sạc của nó sạc bàn này và kèm theo phụ kiện như này luôn cho em. Giá cho em là 750.000 nhá. Đấy, con này giá của nó sẽ là 750.000. Tiếp theo thì là em sẽ đi lên cái hàng phía trên sẽ là một cái những cái mẫu máy pin 5 cell nhá các bác nhá. Đó. Pin 5 cell là trước tiên này em chi tiết cho các bác cái pin của Huka 5 cell. Máy Huka pin 5 cell thì bên này nó sẽ là hai cái con chạy động cơ không chổi than. Đó. Chạy động cơ không chổi than thì là em sẽ có hai mẫu như này. Đây như cái mẫu này nhá. Mẫu này nó sẽ là máy 2 chức năng này. Con này chạy động cơ không than, đầu 10 ly nhá các bác nhá. Đấy, 2 chức năng thì các bác không khoan được tường. Con này nó sẽ là máy chạy động cơ từ không chổi than và đầu kẹp nhựa, đầu 10 ly tự siết. Pin 5 cell nhá các bác. Con này nó sẽ có bao gồm một thân máy, hai pin, một sạc như này. Đấy, sạc dây như này này, phụ kiện đi theo như này luôn cho em nhá, y hình như này. Giá cho các bác là 800. Đấy, 800.000. Đấy. Thì còn bên này thì nó sẽ là cái con máy pin 5 cell nhưng mà con này nó sẽ là máy 3 chức năng. Đấy, hai con này nó giống nhau nhá. Nó giống nhau, nhìn nó giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái đầu máy này này. Một con là 2 chức năng và một con là 3 chức năng. Với cái con 3 chức năng thì nó sẽ có búa để các bác khoan tường được luôn. Và máy nó vẫn là chạy động cơ không than cho em nhé. Con này giá cho em là 850. Đấy, 850. Nhưng mà các bác có một cái lưu ý này này. Cái con 2 chức năng này nó sẽ là đầu auto lock 10 ly. Còn con 3 chức năng này thì nó cũng là đầu 10 ly nhưng mà nó không phải đầu auto lock nhá. Các bác lưu ý cho em là như thế. Cái con 3 chức năng này giá cho em sẽ là 850 nhá. Đấy, nó cũng có một thân máy, hai pin, một sạc như này, pin 5 cell, phụ kiện đi theo như này cho em. Đấy, hai cái bộ này nó đều chạy động cơ không than hết nhá. Đấy, đấy là riêng cái máy 5 cell của Huka. Đấy, hai mẫu, hai chức năng là 300 này. À em xin lỗi, hai chức năng là 800, còn bên này ba chức năng của nó sẽ là 850, đều là sử dụng động cơ không than hết nhá. Đấy là 5 cell. Còn bên này nó cũng là của Huka này. Đây, cái con này cũng là của Huka nhưng mà riêng cái con này thì nó sẽ chạy động cơ có than. Đấy, con này thì chạy động cơ có chổi than. Con này giá của nó sẽ là 650 thì là các bác gọi cho em là máy khoan pin 5 cell của Huka.
loại động cơ có chổi than đầu 10 ly cho em nhá. Thì con này giá của nó sẽ là 650. Đấy, nó cũng có một thân máy này, hai bi một sạc và phụ kiện đi theo này luôn. Thì giá là 650. Tiếp theo các bác phải tham khảo cho em cái mẫu vừa tiền hơn thì sang bên này em sẽ có của dòng Makita hoặc là của Boss nhá. Đấy, đây. Như cái con này, con Makita này các bác này. Con này các bác gọi cho em là khoan Makita bi 5 cell nhá. Con này nó sẽ có một thân máy hai bi một sạc như này luôn. Phụ kiện đi theo như này. Đấy. Con này có 3 chức năng luôn này. 3 chức năng là có búa để khoan tường luôn nha các bác nhá. Con này giá cho các bác là 550. Đấy là các bác gọi cho em là Makita hoặc là bên này là của Boss. Đấy, hàng của Boss như này, màu xanh lam này. Nó giống nhau nhá, nó chỉ khác màu thôi. Một cái là màu xanh lá và một cái là màu xanh lam như này. Đấy, với cái dòng này thì các bác gọi cho em là máy khoan Boss 3 chức năng, pin 5 cell, đầu 10 ly cho em nhá. Thì con này giá của nó sẽ là 550 thôi. Đấy, có một thân máy, hai pin và một sạc, phụ kiện kèm theo như này luôn cho em. Đó là với những cái dòng máy pin 5 cell. Tiếp theo thì các bác hãy tham khảo sang cái phía bên trên này là em sẽ có những cái dòng máy pin 10 cell. Đó, đầu 13 ly nhá. Đấy, pin 10 cell hoặc 5 cell đầu 13 ly. Đấy, trên này chủ yếu là đầu 13 ly. Còn em vừa giới thiệu cho các bác phía bên dưới thì nó chủ yếu là đầu 10 ly. Đấy, với đầu 13 ly các bác tham khảo cho em. Trước tiên là cái con máy này. Đây, con này đang hết pin này. Con này các bác gọi cho em là máy 13 ly của Hukan, có phụ kiện. Đấy, con này thì nó theo quá là nhiều phụ kiện luôn các bác nhá. Các bác nhìn cái dàn phụ kiện của nó này. Đấy, nhiều chưa? Rất là nhiều luôn. Và riêng về Hukan, những cái phụ kiện đi theo máy của nó toàn là những cái đầu vít xịn thôi. Các bác sử dụng rất là ok luôn nhá. Thì với cái mã này giá của nó sẽ là 1.400.000. Đó, 1.400.000 nó sẽ có này. Một thân máy, hai quả pin, một sạc như này cho em. Cái chân pin như này này. Cái này nó sẽ thiết kế là hai quả pin đi theo là pin 5 cell nhá. Và con này nó máy chạy động cơ có than rất là mạnh luôn. Đấy, quả pin nó đang hết pin rồi. Và máy thì sẽ là máy 3 chức năng nhá. Con này nó sẽ sử dụng là đầu Autolock. Đấy, đầu Autolock 13 ly, máy 3 chức năng. Máy chạy động cơ có chổi than và kèm theo hai quả pin 5 cell, phụ kiện đi theo như này cho em. Các bác gọi cho em là máy khoan pin 13 ly của Hukan, có phụ kiện đi theo. Đấy, thì là giá cho các bác là 1.400.000 nhá. Đấy, còn bên này thì nó sẽ là một cái con máy khoan của Daiwatt. Con này là con khoan Daiwatt đầu 13 ly. Con này máy chạy động cơ có chổi than cho em. Đấy, máy 3 chức năng này. Điều chỉnh được 20 cấp độ trượt đầu 13 ly. Đấy, con này giá cho em sẽ là 900.000. Đó, 900.000 sẽ có này, một thân máy, hai quả pin và một cái sạc cho em nhá. Con này chạy động cơ có than, các bác lưu ý cho em nhá. Giá cho em là 900.000. Đó, còn bên này nó sẽ là cái con máy Hukan X7 Pro. Đấy, con này là Hukan X7 Pro này. Đấy, phụ kiện đi theo này. Một thân máy, hai quả pin. Con này nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông và có một sạc đi theo luôn. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng là đầu 13 ly nhá. Con này đầu 13 ly này, máy 3 chức năng này. Để em xem nó có phải là đầu Autolock không nhá. Con này là đầu 13 ly. Đấy, con này thì không phải Autolock rồi. Đấy, con này giá là 1 triệu à. Con này 1 triệu mấy ta? Con X7 này, tự dưng em quên mất giá con X7 này rồi. Đấy, bác nào quan tâm cái con này các bác gọi cho em là con Hukan X7 nhá. Đấy, alo trực tiếp em sẽ báo giá cho các bác. Vì là nó nhiều mặt hàng quá tự dưng em quên mất giá rồi. Đấy, cái này các bác gọi cho em là con Hukan X7 nhá. Còn cái con này nó cũng là cái con máy Hukan. Đấy, con này nó cũng là đầu 13 ly. Tuy nhiên thì là các bác gọi cho em cái con này là cái model của nó khác này. Đấy, con này model của nó sẽ là HK533BL. Đấy, con này nó cũng có phụ kiện đi theo giống như con X7 luôn nhá. Nhưng mà cái con này của giá của nó sẽ rẻ hơn với X7 đấy. Con này giá của nó sẽ là 1.250.000. Đấy, các bác cứ gọi cho em là con khoan Hukan 13 ly mẫu mới đi. Đấy, con này là cái model mới nhất của năm 2022 đấy. Các bác gọi cho em là Hukan 13 ly mẫu mới là bên em biết cái con này nhá. Giá cho em là 1.250.000. Nó vẫn có nguyên hộp như con X7 luôn nhá. Đấy, có hai pin một sạc và một hộp đi theo luôn. Đó, tiếp theo thì là cao cấp hơn nữa, ok hơn nữa thì các bác tham khảo cho em cái con Hukan X8 vào đồ. Đấy, bên này là con Hukan X8 này các bác này. Đây, cái con Hukan X8 vào đồ này này thì giá của nó sẽ là 1.850.000 nha các bác nha. Đây, riêng cái con Hukan X8 vào đồ này thì nó sẽ là chạy động cơ từ không than và máy của nó sẽ là đầu Autolock 13 ly cho em nhá. Phụ kiện đi theo nó có hai quả pin chân pin phổ thông nhưng mà nó sẽ theo một quả 10 cell và một quả 15 cell. Đấy, một cái sạc này, một cái tay cầm này nữa này. Đấy, có hộp đựng máy và có thêm một cái móc treo chìa khóa như này, rất là đẹp luôn.
Con này máy 3 chức năng cho em nhá. Đấy, 3 chức năng này, đầu Autolux 13 ly. Máy chạy động cơ không tha, rất là mạnh luôn. Đấy, con này các bác gọi cho em là bộ máy Huka X8 và đồ cho em nhá. Giá cho các bác là 1.850.000 thôi nhá. 1.850.000. Tiếp theo là em sẽ đi lên cái phía bên này, các bác có thể tham khảo cho em máy 13 ly của Hitachi này hoặc là Makita cho em nhá. Cái bộ màu xám này là của Hitachi này các bác này. Đây, màu xám của Hitachi nó sẽ có một thân máy nhá, hai quả pin như này. Đấy, hai quả pin. Pin là chân pin phổ thông luôn đấy ạ. Đấy, con này ba chức năng có búa này. Đầu 13 ly cho em nhá. Máy động cơ từ không than. Đấy, bộ này nó sẽ có này, một thân máy, hai pin và một sạc này. Đấy, đây là nguyên bộ của Hitachi. Các bác gọi cho em là khoan 13 ly của Hitachi nhá. Giá cho em là 1.050.000. Đấy, nó có nguyên hộp như này. Em sẽ có của Hitachi này hoặc là của Makita. Đấy, Hitachi là màu xám, còn Makita thì sẽ là màu xanh như này. Đấy, Makita là cái bộ màu xanh như này. Nó hình thức nó giống nhau này, chất lượng nó cũng giống nhau, nó chỉ khác tên khác màu thôi. Nên là các bác mà yêu thích cái màu nào ấy, thì là các bác hãy lựa chọn cho em cái màu đó. Đấy, cái màu xám ở trên này thì các bác gọi cho em là 13 ly của Hitachi. Còn cái màu xanh ở bên này thì là 13 ly của Makita. Giá cho em là đồng giá nhau luôn nhá. Đấy, đồng giá nhau là 1.050.000 một bộ thôi nhá. Giá rất chi là rẻ luôn. Đấy, tiếp theo thì các bác hãy tham khảo cho em sang bên này, nó sẽ là sản phẩm máy 13 ly của hàng U. Đây là hàng Akuza. Đấy, đây là sản phẩm của Akuza. Em sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây, một cái mẫu này thì là nó sẽ có theo hai quả pin 15 cell luôn này. Cái này các bác gọi cho em là khoan 13 ly của Akuza. Con này mã của nó sẽ là mã K1 Pro nha. Riêng cái con Akuza này này thì nó có một cái ưu điểm nhá. Máy của nó sẽ là máy 3 chức năng rồi. Đấy, 3 chức năng này. Và chạy động cơ từ không chổi than. Đầu máy nó sẽ là đầu Autolux đầu 13 ly. Và cái con máy K1 này này, nó sẽ theo hai quả pin là hai quả pin 15 cell luôn. Chân pin phổ thông cho các bác và một sạc có hộp đựng máy như này. Đấy, máy chạy rất là mạnh nhá. Điều chỉnh 20 cấp độ trượt. Cái này các bác gọi cho em là máy 13 ly của Akuza mã K1 kèm theo hai quả pin 15 cell cho em nhá. Giá cho em là 1.800.000 một bộ. Trời ơi, cái con này thì nó xài bao ngon bao phê cho các bác luôn. 1.800.000 một bộ nhá. Thì các bác gọi cho em là máy Akuza mã K1 nhá. Và nhớ nhắc là loại theo hai quả pin 15 cell. Đó, còn cái phía bên kia kìa. Phía bên kia nó sẽ là mã K2 nhá các bác nhá. Đấy, mã K2 thì là nó vẫn sử dụng là chân pin phổ thông. Tuy nhiên, đấy, con này nó cũng vẫn là đầu Autolux luôn nhá. Vẫn là đầu Autolux đấy. Đầu Autolux 13 ly đấy các bạn. Đấy, con này rất là ok luôn. Đấy, con này điều chỉnh được 20 cấp trượt nha. Và có 3 chức năng như này luôn này. Đó, nó vẫn là đầu 13 ly. Thế nhưng mà nó sẽ thiết kế này. Thiết kế là theo máy là hai quả pin 5 cell. Đấy, để cho nó có cái độ nhẹ nhàng để các bác nào mà cần cái con máy nhẹ ấy, để các bác làm việc ở trên cao thì các bác lấy cái con này là con K2. Để các bác gọi cho em là máy Akuza 13 ly mã K2 theo hai quả pin 5 cell cho em nhé. Giá cho em là 1.500.000 bộ này. Đấy, nó vẫn có hai pin này, một sạc, một hộp đựng máy đi theo cho các bác luôn. Đó, hôm nay thì em chi tiết tới các bác rất là nhiều các mã sản phẩm hay nhá. Các bác mà quan tâm mã nào thì cứ liên hệ trực tiếp bên em nhé. Ngoài ra thì cuối chương trình em sẽ thanh lý cho các bác cái lô máy mài của Kimco Lucky. Đây, máy Kimco Lucky này. Em còn mấy cái em thanh lý lốt luôn. 350.000 một bộ như này nhá. Sẽ có một máy này, tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi đi theo. Và tặng cho các bác thêm một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000 như này. Con này nó là máy một tấc nhá. Và công suất là 900W. Chủ than bên ngoài như này. Đấy, thay than rất là đơn giản và công tắc bóp chui. Giá cho em là 350.000 cái bộ này nhá. Các bác gọi cho em là máy mài dài chui đỏ 350.000. Đó, vừa rồi thì em giới thiệu các bác máy pin nhiều rồi. Các bác nào mà cần máy điện thì có thể tham khảo cho em cái con 13 ly này. Đây, khoan 13 ly có phụ kiện luôn nhá. Cái con này các bác gọi cho em là khoan bot 13 ly có phụ kiện. Giá cho các bác 600.000 một bộ thôi. Nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm là có máy này, tay cầm này, phụ kiện theo rất là nhiều này. Tô vít này, dao dọc giấy này, bút điện này, có cả búa luôn này. Đấy, thước này, kìm này, mỏ lết này, băng dính cách điện này. Đủ phụ kiện như này luôn cho em nhá. Đấy, con này đầu 13 ly có búa này. Đấy, có búa để hỗ trợ khoan tường cho các bác luôn. Đó, rất là ok luôn nhá. Con này giá cho em là 600.000 nha các bác nha.
650W luôn. Đấy, 600 ngàn nguyên bộ như này luôn đấy ạ. Đấy là khoan đầu 13 ly. Còn bác nào mà chưa có khoan bê tông thì em còn mấy cái khoan bê tông bót này, em thanh lý lốt là 650 nhá. Đây, 650 cái khoan bê tông bót này. Con này thì nó không có hộp, chỉ có máy và tay cầm thôi, máy 3 chức năng này luôn cho em. À, dây dẫn của nó sẽ dài 4m nhá. Hàng dây đồng ruột dài cho các bác, bao xài luôn. Giá cho em 650, các bác gọi cho em là máy khoan bót không hộp nhá, công suất 800W. Đấy, giá cho em là 650 là chỉ có máy và tay cầm thôi. Còn bên này nó sẽ là cái đĩa xích tròn này. Đĩa xích tròn các bác sử dụng lắp vào máy mài một tấc, giá cho em là 70 ngàn nhá. 70 ngàn một đĩa. Đấy, còn các bác muốn đầy đủ hơn thì các bác lấy bộ lam xích. Đấy, bộ lam xích là 180. Đây là bộ lam xích như này này. Đấy, bộ lam xích là 180 nhá. Các bác về các bác lắp vào máy mài như này này. Đó. Đây là bộ lam xích 12 inch nhá. Cái lam của nó sẽ dài 34 cm, giá cho em 180 này. Một lam một xích đi theo này. Đấy, ốp chắn lá chắn đầy đủ này, có cả lọ đựng dầu luôn nhá. Các bác gọi cho em là bộ lam xích nhá. Giá cho em là 180 ngàn nhá. Là em miễn phí ship cho các bác luôn đấy. Còn đây là bộ bấm móng tay của Đức, là em còn mấy bộ em cũng thanh lý luôn. Giá cho em 100 ngàn. Nhưng cái bộ bấm móng tay này thì em không bao ship nhá. Các bác gọi cho em là bộ bấm móng tay của Đức nhá. Giá cho em là 100 ngàn thôi. Bao xài bao rẻ cho các bác luôn ạ. Đấy, rất là nhiều luôn. Bên này là em còn sản phẩm bơm đạp chân này. Bơm đạp chân 2 bít tông nha các bác nha. Giá 250. Đấy, 250 miễn ship này, các bác có thể bơm xe máy, xe đạp này, bơm ô tô được luôn. Rất là mạnh, khỏe cực kỳ luôn nha các bác nha. Máy cạo râu bằng pin là cũng thanh lý luôn các bác, giá 160 ngàn thôi. Đấy, nguyên bộ như này. Đấy, sử dụng rất là bền bỉ luôn. Các bác dùng nó rất là an toàn, không có bị đau rát chảy máu như là các bác sử dụng bằng dao lam đâu. Các bác gọi trên là bộ cạo râu bằng pin nhá. Còn ấm siêu tốc này. Ấm siêu tốc của Thái Lan là thanh lý các bác, giá là 170 ngàn. Đấy, ấm này ấm 2,5 lít nha. Lõi của nó sẽ là inox 304. Rất chi là bền luôn, có một ấm và một đế như này. Giá cho em là 170 nhá. 170. Máy hàn này. Đây, máy hàn Kenmax. Cái máy hàn này thì các bác sẽ sử dụng quen hàn quay 2,5 lít cả ngày được luôn. Giá cho em là 999k. Đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn nhá. Đó, em giới thiệu các bác rất là nhiều các sản phẩm hay rồi. Các bác mà đang cần quan tâm mã sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp bên em nhé. Em xin được kết thúc tạm dừng video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.